tắt đèn, bật đèn, tắt đèn, đi laser. Đó. Bạn nào có nhu cầu mua bia tập bắn thì chúng ta có thể mua kèm theo để bắn với cái khẩu súng này ha. Thì bia tập bắn này rất dễ sử dụng, nó sẽ có tính điểm ở đây, khi mà ba cái bia ngã xuống thì nó sẽ tính một điểm ha. Vâng, xin chào bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho bạn mẫu sản phẩm mới, mẫu súng bắn đạn xốp mới ha. Thì nó sẽ có đèn ở trên đây và đèn tia laser ở đây. Thì đối với bộ sản phẩm này á thì đèn chúng ta có thể tắt được ha. Đó, chúng ta nhấn nút ở đây tắt. Bây giờ mình sẽ khui hộp và hướng dẫn cho bạn lắp ráp cái mẫu sản phẩm súng này. Ok, thì đây là hộp của bộ sản phẩm, thì mình sẽ tháo hộp ra. Thì đây là toàn bộ bên trong của mẫu súng này ha. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái bán súng. Bán súng và cái nòng súng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái scope ha. Scope tức là cái nòng nhắm á. Đây một cái tia laser, pin sạc, băng đạn. Không thể thiếu đó là cái súng của ta, cái súng bắn một viên, ba viên và liên thanh. Đó. Và chúng ta sẽ có thêm một số linh kiện kèm theo để ráp thành súng. Một cái scope này có đèn ha các bạn. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ có dây sạc. Và ngoài ra các bạn sẽ có 60 viên đạn ha. Và khi các bạn mua cái bộ sản phẩm này thì các bạn sẽ được tặng thêm 20 viên đạn hít ha. Đó, tổng cộng là 80 viên đạn. Ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn lắp ráp cho bạn xem. Đó, thì khi các bạn gắn xong thì nó sẽ còn dư những cái phụ kiện này ha. Thì cái này thì không sử dụng được trong này ha, người ta để dư vô á. Còn khi mà các bạn không muốn xài cái này thì các bạn sẽ gắn cái này vào ha, thì nó sẽ nhỏ gọn như thế này ha. Đó. Còn khi các bạn không thích cái đèn này, các bạn tháo ra thì các bạn gắn cái này vào, bật lên ha. Đó, nòng nhắm. Đó, cái này cũng vậy, cái này gắn vào trước. Đó, khi chúng ta tháo này ra. Đó. Thì đây là những cái kèm theo, thì các bạn khi nào các bạn muốn thay thế, bạn thay thế ha. Bây giờ mình sẽ gắn cái pin sạc vào. Thì gắn pin sạc vào thì chúng ta sẽ tháo ốc ở đây, chúng ta sẽ lắp pin vào. Đó. Thì khi bạn lắp vào nó chỉ có một chiều duy nhất thôi, chúng ta gắn đúng chiều ha, bật thử. Ok, bóp motor hoạt động là ok. Chúng ta bỏ pin vào, sau đó chúng ta đẩy cái này xuống. Đó, thì băng đạn cũng ta 12 viên nha các bạn. Chúng ta bóp vào, chúng ta sẽ lấy băng đạn ra. Đó. Chúng ta gài theo chiều mũi tên. À, băng đạn này thì là 15 viên nha các bạn. Đây, có số 15. Đó, có số 15 ha các bạn. Đó, mình để 12 viên. Rồi chúng ta sẽ gài vào. Đó, thì ở đây cái súng này có đèn, chúng ta bấm bật đèn lên ha. Tắt đèn, bật đèn, tắt đèn, tia laser. Đó. Đó, đến bàn nó dọi lên luôn á. Đó, rồi tắt ha. Đó, khi nào chúng ta sử dụng thì chúng ta xài. Đây cái scope nó có hai cái nắp. Chúng ta đậy nắp lại, mở ra để ngắm ha. Này phóng to thu nhỏ, nhưng mà mình thấy thì nó có di chuyển cái dòng trong xung quanh, nhưng mà mình thấy nó không thay đổi nhiều. Đó.
Rồi, bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem ha. Hết đạn. Do súng này bắn mạnh quá nên là bắn vô nó dội sẽ lên nha các bạn à, chứ bình thường bắn một cái là nó ngã thôi. Với lại là mình bắn hơi gần một chút xíu nên là nó mạnh quá nó dội trở ra à, cái bia nó dội trở lên. Ok, thì vậy mình đã giới thiệu xong cái khẩu súng này ha. Thì bạn nào có nhu cầu mua bia tập bắn thì chúng ta có thể mua kèm theo để bắn với cái khẩu súng này ha. Thì bia tập bắn này rất dễ sử dụng, nó sẽ có tính điểm ở đây, khi mà ba cái bia ngã xuống thì nó sẽ tính một điểm ha. Bật công tắc lên, ví dụ các bạn bắn ba bia ngã đó, thì nó sẽ bật lại ha và nó sẽ tính điểm đó. Rồi, ok. Thì nếu các bạn mà quan tâm cái mẫu sản phẩm này á thì các bạn có thể truy cập vào website trên.vn và gõ vào từ khóa là S552 ha, thì sẽ ra mẫu súng này, hoặc bạn click vào đường link bên dưới video ha thì nó sẽ có cái hình ảnh mẫu súng này luôn. Và các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh, thì mình sẽ luôn luôn có nhiều mẫu sản phẩm mới độc đáo và thú vị sẽ gửi đến các bạn trong những video tiếp theo. Một lần nữa anh xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi.